Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 123. Đời người việc không vừa ý thường rất nhiều. Người thế gian thường nói: đời người việc không vừa ý thường rất nhiều. Việc này từ xưa đến nay, chân tướng sự thật này mọi người đã thể hội qua. Tại vì sao không được như ý? Chịu nghiệp lực chi phối. Cái gì gọi là nghiệp lực? Vọng tưởng. Chúng ta suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, suốt ngày đang khởi vọng tưởng. Kết quả của vọng tưởng thì gọi là nghiệp. Người ở thế gian này bị nghiệp lực chi phối, muốn làm một việc tốt cũng không dễ, nên gọi là việc tốt lắm dày vò, rất nhiều phiền phức. Những thứ dày vò này là từ chỗ nào đến vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay, ác nghiệp chúng ta đã tạo mà chưa cảm đến. Chúng ta hy vọng mọi việc như ý. Chúng ta có làm cho người khác như ý hay không? Chúng ta mong muốn người khác quan tâm đến chúng ta. Vậy chúng ta có quan tâm đến người khác hay không? Mong muốn người khác quan tâm đến ta, đây là quả báo. Quả báo từ đâu mà ra vậy? Từ nơi ta biết quan tâm đến người khác. Ta chỉ quan tâm với những người ta thích. Người không thích thì không quan tâm. Thích và không thích, đại khái nếu đem ra so sánh thì 1 so với 10. Vậy thì việc không vừa ý của bạn thường đến 8, 9. Chư Phật Bồ Tát dùng cái tâm gì vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi. Phật quan tâm tất cả chúng sanh, cho nên tất cả chúng sanh nhìn thấy Phật đều đảnh lễ chiêm bái. Nhân của các ngài rộng. Cái nhân của ta tạo ra quá nhỏ hẹp, cho nên quả báo nhỏ. Nên việc không vừa ý có đến 8-9 phần. Đây là một hiện tượng nghiệp nhân, quả báo tiếp nối. Trong thế pháp, nhân duyên là nhiều đời nhiều kiếp kết lại, không phải ở một kiếp một đời. Duyên là đời đời kiếp kiếp kết lại. Kết thiện duyên thì được ủng hộ của đại chúng. Kết ác duyên là quả báo của ba đường. Đây chính là nói mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Chúng ta bị nghiệp lực chi phối, suốt ngày đang khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng có thể thành tựu hay sao? Quyết không thể nào. Nguyện lực mới có thể tâm tưởng sự thành, nghiệp lực thì không thể được. Hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát cái thế gian này. Người thế gian ngay trong một đời việc không vừa ý chiếm nhiều hay ít? Đại khái có đến 95% trở lên. Không phải là 8-90. 8-90 thì đã không tệ rồi. Sau đó bạn mới biết được người hiện tại là trải qua đời sống gì. A-di-đà-phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô